Nan TV. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tân Nan có một bộ đồ chơi xếp hình rất là hay. Wow, hôm nay Tân Nan có một bộ đồ chơi ghép hình rất là đẹp các bạn ạ. Đây là một bức tranh được ghép từ rất là nhiều miếng ghép nhỏ Tân Nan nhỉ. Bây giờ bố lấy ra cho các bạn xem nhé. Đây có ba hình đúng không? Vâng. Đây bố xem cái này. Đây là hình thứ nhất này. Đây là hình thứ hai này. Cẩn thận nhá. Đây là hình thứ ba. Kéo nó đổ nhá. Còn đây là một cái khuôn các bạn này. Chúng ta sẽ ghép các cái miếng ghép này vào cái khuôn này sẽ được một cái bức tranh này đúng không? Bây giờ bố sẽ tháo ra nhá. Tháo ra. Chủ nhiệm bàn đã mất rồi, không tháo ra, không tìm được đâu. Để xem khả năng tư duy logic của Tân An đến đâu nhá. Xếp cái này là các bạn phải kiên trì, phải bình tĩnh, phải tìm ra manh mối thì mới ghép được nhá, Tân An nhá. Bây giờ Tân An chuẩn bị ghép nhá. Bắt đầu nào. Tìm miếng ghép đầu tiên để chúng ta xếp thành một bức tranh. Đây, chuẩn rồi nhá. Hay là Tân An sang ngồi bên phía bố này để bố quay cùng chiều cho các bạn xem nhá. Rồi bây giờ Tân An sẽ kéo hình đi để bố quay cùng chiều cho các bạn xem này. Này, bình tĩnh nhá, không nóng vội đâu nhá. Tìm các miếng ghép phải lạnh nhá. Ô đúng rồi nhá. Đây được một hàng thứ nhất rồi, tiếp tục đi. Hàng thứ hai. Tân An xếp cái món này rất là siêu các bạn ạ. Tân An thích xếp hình nhỉ? Ừ. Xếp hình với tô màu chứ. Đấy. Tìm miếng ghép đi. Miếng nào nữa đây? Trời ơi thì trời. Đây miếng xanh xanh này, bố nghĩ là miếng xanh xanh này này. Đây này. Phải không? Không phải, đây này. À không, đúng rồi. Có phải không nhỉ? Đúng rồi. Đâu, miếng tiếp theo đâu? Đây, con kiếm miếng này đã. Miếng này, bên trong này. Đây này, ăn đi đây. Đây. Này, đúng rồi. Một cái mái nhà đã xuất hiện đúng không? Không phải. Đúng rồi. Đã xuất hiện một mái nhà và một đám mây. Một cây cây nữa nhỉ. Đây là hình như cái đầu của chú chuột ra. Đấy. Đúng rồi, xuất hiện thêm hai nhân vật nữa. Wow, Tân An xếp nhanh như ta. Đâu, tìm đi. Cái này bố xếp cũng hơi bị lâu đấy, nhưng mà Tân An xếp thì là tương đối là nhanh rồi. Trắng ở đây. Đâu? Đây. Đúng nhỉ? Không phải phải. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn xác đấy. Tiếp tục. Bình tĩnh. Có phải không? Đúng rồi. Chúng ta đã sắp hoàn thành bức tranh. Tân An nhỉ? Xếp cái này nhiều là thông minh đấy. Sẽ gọi là phát triển tư duy logic. Đúng rồi, quay lại. À, có phải không? Đúng. Đây này. Thử xem nhá. Đây. Đúng rồi.
Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Wow, hoan hô Tân An đã xếp hoàn thành một bức tranh ghép hình. Bây giờ rất là nhanh nhờ và rất là chuẩn xác luôn. Vậy là Tân An đã hoàn thành xong bức tranh ghép hình của mình Tân An nhỉ? Tân An xếp rất là nhanh và chính xác. Cái này là để bố ghép này. Cái này bố ghép đi. Để hôm sau bố ghép nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi đã. Hôm sau bố sẽ ghép sau. Còn cái này là nhiệm vụ của bà mẹ nha. Còn mẹ sẽ trổ tài ghép hình cái này. Rồi, ok, thế là Tân An đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế Tân An chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.